Chúng muốn bưng bít thông tin, chúng không cho bà con Việt Kiều biết về tình hình đất nước. Đúng rồi em, chúng toàn những là nói là ô Việt Nam nhiều nhiều Trung Quốc lắm, Trung Quốc bây giờ tràn lan ở Việt Nam rồi này kia các thứ. Chị sang đây mấy chục năm rồi, Trung Quốc đài, Trung Quốc đi ngoài đường kia đài. Mà những cái tiệm ngày xưa, những cái tiệm tạp hóa đấy, những cái tiệm rau, tiệm quả đấy, ở đây người Việt gọi là tiệm tàu. Đi chợ mua rau, mua quả là gọi là đi đi xốp tàu. Có nghĩa là đi đi mua rau, mua chợ, đi chợ đấy. Người ta đâu có gọi đi chợ đâu, người ta gọi đi xốp tàu. Có nghĩa là đi mua thức ăn, mua này kia, đi xốp tàu. Ngày xưa đâu có đồ Việt Nam bán đâu, mấy chục năm về trước à, có đồ hàng quán Việt Nam đâu. Đồ toàn những là người tàu thôi. Tại vì làm sao? Người tàu người ta mới biết nói tiếng tàu để người ta nhập hàng hóa người tàu vào đây. Và chỉ có người tàu người ta mới làm ăn được với người tàu thôi. Hoặc là những cái người Việt gốc Hoa người ta mới làm ăn được. Tại vì hàng hóa từ ở Trung Quốc nhập vào, cho nên người ta mới nói chuyện được với nhau để người ta giao dịch và làm ăn buôn bán với nhau. Về sau này á, bắt đầu người Việt Nam bắt đầu mới đi theo, bắt đầu mới làm ăn theo những cái người Việt gốc Hoa. Nói chung là xuất phát từ tất cả những người Trung Quốc hết. À, mọi người có hiểu không? Chứ còn á, người chính thức, người Việt ra làm những cái đấy á, không đếm trên đầu ngón tay à. Về sau này mới làm được vài ba cái tiệm phở, chứ có được bao nhiêu người để buôn bán ở bên này đâu, đếm được trên đầu ngón tay à. Còn á, người Trung Quốc á, Lisa nói thật, Lisa biết rất nhiều người Trung Quốc, tại vì Lisa ít chơi với người Việt Nam á, cho nên Lisa hiểu rất nhiều về họ. Họ khác người Việt Nam lắm, họ làm ăn họ đoàn kết hơn. Những cái người chủ, hình như một lần đi sao cũng nói, những cái người chủ á, người ta lâu lâu họ lại tới, họ ngồi chơi với nhau, ăn uống với nhau, họ gặp gỡ nhau để làm gì? Để nhiều khi ví dụ như là Nisa biết một người chủ nào đó, mấy người ông chủ hay ngồi nói chuyện, nói dạo này mày làm ăn làm sao hay làm như nào. Nhiều khi Lisa không có người làm chẳng hạn, Lisa hỏi ơi tao thiếu người làm, mày có ai không? Ông kia lại là, tao giúp mày, tao tìm hộ mày người làm. Thế là người nọ giúp người kia, người này giúp người kia. Người ta làm ăn rất đoàn kết. Nhưng còn Nisa đây, Nisa giúp người bạn bán hàng. Xong rồi cái người kia kiểu như nó không có khách. Tại vì nó vừa mở tiệm ra, khách nó bán không được. À, nó đang có tiệm, xong đứa bạn Lisa nó mới mở tiệm, nó bán không được, nó gọi phone sau nó chửi mình nghe đấy. Người Việt Nam ấy, nó chửi tại vì nó không có khách, nó tức quá nó gọi phone sau nó chửi chẳng hạn như vậy đấy. Cái kiểu của người Việt Nam là như vậy. Còn cái cộng đồng ở đây ấy, cũng giống như vậy luôn. Cái kiểu của nó là chúng nó muốn chửi những cái người mà mới qua đây, xong rồi nói lại chúng nó muốn chửi mình, nó muốn cô lập mình, nó muốn tẩy chay mình để cho chúng nó được yên thân, để cho chúng nó bịp bợm người ta, để cho người ta đi đến để sinh hoạt cộng đồng nhiều, để cho nó còn được được cho cái chính phủ này á, còn cung cấp tiền cho chúng nó để chúng nó đốc, hiểu không? Chứ nếu mà người ta nó lấy gì nó ăn, nó làm cho ai, nó giúp cho ai nữa, cho nên nó bắt buộc nó phải phải làm như vậy thôi. Nó nói cho chúng cái bọn ở đây này này, chúng mày làm cái gì thì kệ mẹ chúng mày. Thế nhưng mà chúng mày đừng động vào tao, đừng động vào ai, đừng đe dọa ai. Một khi đã nói ra là tự do dân chủ, tự do ai có quyền nói cái gì thì nói, làm cái gì thì làm. Thì chúng mày làm đúng như vậy đi. Tại sao chúng mày ngồi đây chúng mày chửi cả Cộng sản, rồi chửi Hồ Chí Minh, rồi chửi cờ đỏ thế này thế kia, rồi chửi đủ các thứ, không còn một cái thứ gì mà chửi. Chửi không còn một cái từ ngữ gì mà khốn nạn, mà đẻo giả, mà bình thiểu nhất ở trên cái cõi đời này nó chửi. Mà người ta nói lại nó thì nó quay ra là bắt đầu nó đe dọa, rồi
Tao còn giữ hết những cái gì của chúng mày đe dọa tao rồi á, đến nhà chụp ảnh rồi đe chọc thủng nốt rồi này kia các thứ. Tao còn biết tận nhà chúng mày, tao còn biết chúng mày làm ở đâu nữa cơ, hiểu không? Nhưng mà tao không thèm làm những cái gì phạm pháp ở cái đất này, vì á tao là một công dân Úc, tao sống ở đây tao phải tuân thủ cái pháp luật ở cái đất Úc này. Còn á, chúng mày có biết thế nào gọi là racist không? Racist á, có nghĩa là cái gì nhỉ? Tiếng Việt gọi là gì? Cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mất từ tiếng Việt là giống như là kỳ thị. Như thế nào gọi là kỳ thị không? Kỳ thị chủng tộc và đây là cũng có tội. Kỳ thị ngôn ngữ cũng có tội. Kỳ thị trai gái cũng có tội. Kỳ thị nam cái kiểu như là mà mình giới tính cũng có tội. Kỳ thị cái gì? Kỳ thị về bệnh 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 tật cũng có tội. Giống như là người ta có cái bệnh gì á, người ta bị làm sao á, mình nôi cái bệnh tật của người ta ra để mình nói đó, cũng là có một cái tội đó. Rồi làm sao nữa? Rồi đe dọa người ta cũng là có một cái tội nữa đó. Nên vợ chồng ở bên Úc này này, vợ chồng sống với nhau mà hai vợ chồng sống với nhau mà chồng đòi vợ mà vợ không cho, nó mà cố tình nó có thể kiện chồng cái tội hiếp vợ được. Ok, cho nên chúng mày mấy cái thằng á mà suốt ngày á để cho mấy cái ông mà nhân danh cờ vàng rồi nhân danh cộng đồng chống cộng xong đe dọa người này người kia, chúng mày nhìn lại đi, chúng mày có thật sự bảo vệ cho cái mấy cái người chống cộng không? Nếu thật sự chúng mày lo cho cái mấy cái người già chống cộng, chúng mày nghĩ rằng chúng mày là những người chống cộng, tại sao chúng mày không lo cho cái người ta đi hả? Chúng mày nghĩ rằng ở đây không ai người ta biết về luật pháp à? Chúng mày lầm rồi. Chẳng qua người ta nghĩ rằng là người ta mấy cái người ấy, người ta già rồi người ta không cần chấp rồi, hiểu không? Chào em. Nó ngồi đây nó nói là dân chủ mới lại tự do mới lại cái gì xong rồi nó nói người ta xong bắt đầu, nhưng mà chúng nó lại ở đây, chúng nó lại suốt ngày chúng nó ngồi đe dọa người ta. Nên sao nói, tại vì cái thằng nó ngồi nó nói nên sao không thèm chấp, tại vì nó như bị làm sao nên sao không thèm chấp nó. Nhưng mà cái địa chỉ đằng sau của nó đó là Lisa phải nói, tại vì rõ ràng nó đề là cái cộng đồng tị nạn cộng sản cái gì đó đó, cộng đồng tị nạn cộng sản Úc Châu, cho nên Lisa phải nói đúng không? Lisa là một công dân mà, công dân là mọi người ai ở Úc, sống ở Úc này cũng đều có con cái, cũng phải đi làm quần quật từ sáng tới, giống như Lisa đây này, người chồng Lisa đi làm từ sáng giờ chưa về này, rụng hết cả lông rồi. Đi làm rồi con Lisa rồi, anh Lisa rồi á, cháu Lisa rồi á, mấy đứa con đứa nào cũng đi làm hết rồi, lông lá rụng sạch rồi, đi làm cũng phải phải đóng thuế để làm gì, con cái nhà ai cũng phải đóng thuế, cũng phải trích ra cũng có phần ở trong đấy đúng không, để làm gì? Những cái người cái đất Úc này nó có từ bao nhiêu đời rồi, những cái người Việt Nam sau này qua đây được hưởng những cái trợ cấp, được hưởng cái này cái kia cũng là từ những cái người người ta ở đây lâu rồi, người ta đóng thuế ra thì nó mới có để mà mình được hưởng cái đó. Thì bây giờ mình cũng phải làm, mình đóng thuế ra thì cái người đằng sau ấy, nó đi nó cũng được hưởng cái đó, ở đâu nó cũng vào đấy hết cả, chứ làm gì có cái vụ vụ
tự nhiên mà há mồm ra mình sung nó rụng xuống đâu, đúng không? Cho nên cái bọn mà các ông các bà bây giờ nghĩ rằng cái con cộng sản này nó nói lung tung á, thì ngồi chống tay xuống suy nghĩ xem là mấy cái thằng suốt ngày nó đi ra đi vào, nó cầm cái micro nó đá cộng sản, đá cộng sản, nó xui các ông các bà đấy. Nó làm cái công việc gì? Nó có phải nó đi ra ngoài nó làm mà giống như các mấy ông con cháu của các ông các bà đi rửa chân cho người ta, đi làm móng, đi này kia các thứ, rồi đi ngửi hóa chất, hay là đi đi bóp chân bóp tay cho người ta từ sáng đến tối không? Hay là nó chỉ cầm cả ba cái giấy rồi nó ngồi nó nói này nói kia, xong các ông các bà đến nhờ nó cái gì á thì xum xoe này kia, sao giữ ông lệnh nó rồi á, mẹ biếu này biếu kia cho chúng nó không hả? Xong rồi thử nhìn lại các ông các bà, nhìn lại xem nhà cửa của nó to hay là nhà các ông các bà to, chúng nó lấy tiền đâu ra hả? Rồi nói là mấy ông cán bộ ở cộng sản nhà to mới lại nhà kia các thứ, chúng nó làm cái gì ra, chúng nó hít không khí à? Suy nghĩ xem, ngồi suy nghĩ xem, con cái các ông các bà làm khổ sở hay là nó làm khổ sở, mấy cái thằng lãnh đạo cộng đồng đó, nó làm cái gì, nó hít không khí à? Nhà của nó bằng bằng đâu, nó ở nhà 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 housing à? Mẹ nói ra chị nói đúng lắm, em ủng hộ chị, cảm ơn em. Suốt ngày cầm cờ đi chống cộng rồi này kia các thứ, rồi những cái người mà sống ở hải ngoại này á, suy nghĩ kỹ đi, nếu mà chưa bao giờ đóng thuế hay là cái gì đấy thì hỏi các con các cháu chúng nó đi làm á, chúng nó dở cái tờ thuế ra chúng nó đọc cho mình nghe xem là chúng nó phải đóng thuế, những cái thuế đấy nó đi vào đâu, đúng không? Con cái đi xa kìa, rồi cháu đi xa kìa, đứa nào nó cũng phải đi làm hết. Nói đi làm, con bây giờ mười mấy tuổi cũng phải đi làm, thỉnh thoảng cũng phải đi làm ấy. Làm sao? Rồi có vài người ấy, sang đây, có ba bốn đứa con rồi, đi làm xong rồi vừa đi làm vừa làm thêm vừa ăn trợ cấp, rồi nuôi được cho mấy đứa con đi học đi hành, xong rồi vừa mới đi làm được mấy hôm, ôi trời ơi con mình nó phải đi làm để nó đóng thuế nuôi mấy người ăn thất nghiệp. Mẹ xưa nghe lộn ruột không? Tại vì khi mà mấy đứa nó trẻ nó lớn lên á, nó đi học ấy thì nó vay tiền của chính phủ để nó đi học đại học. Thì vay tiền của chính phủ nó đi học đại học thì cái tiền vay đấy nó ở đâu ra hả? Thì nó cũng từ những cái người đi làm đóng thuế, rồi từ những cái tiền thuế người ta chính phủ nó trích ra để nó cho vay, vay rồi đến khi có tiền đi làm là phải trả lại cho người ta, chứ không phải là tự nhiên nó có, chứ không phải nó cho không. Lấy xà cũng vay tiền này chưa trả lại, nhưng mà bao giờ mình có việc làm thì mình trả. Không đất nước nào, chị nói rất chuẩn, chị nói rất chuẩn, đất nước nào cũng có tích cực tiêu cực, bọn nó cứ ôm mãi hận thù trời rủa tổ tông đất nước nó. Ôi giời ơi khổ lắm, tại vì nó cứ nghĩ rằng cứ có cơm ăn no là sướng, chứ nó đâu có hiểu cái gì đâu. Suốt ngày cứ có cơm là sướng, có cơm ăn no là sướng rồi. Đời ấy khó nói lắm, ngày hôm nay mình sung sướng như này nhưng mà ngày mai á có chuyện gì xảy ra mình không biết được đâu, chưa hiểu được đâu, không hiểu được đâu, mình không thể đoán được, đúng không? Hôm nay biết hôm nay có rượu, hôm nay say. Đúng không?
Cho nên là mình hạnh phúc ngày hôm nay thì mình cứ hạnh phúc và mình á thoải mái với cái cuộc sống ngày hôm nay. Đừng có thù hận, nghĩ đến quá khứ, nghĩ những cái gì đẹp. Ví dụ như cuộc sống ngày hôm nay mình có những mình có xe mình đi thì mình mình hạnh phúc quá, mình có xe mình đi, mình may mắn quá. Mình chỉ có đi xe đạp thôi ấy, thì mình càng tốt, đỡ phải tập thể dục. Thay vì mình phải tập thể dục ấy thì mình đạp xe đạp ấy, tập thể dục. Bố Lisa năm nay 80 mấy tuổi rồi, ngày nào ông không đi nhảy được ấy thì ông ra chỗ gì nhỉ, chỗ bờ sông Nấp ấy, ông đạp xe đạp. Tối hôm qua nghe thằng em nó bảo chứ, bố bảo sao 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 anh gọi ông anh đi xà gọi phone về không gặp bố, bảo chắc bố đi nhảy chắc nhảy ở trong sàn nó ầm lên rồi bố không nghe thấy. Bảo hôm nào bố không đi nhảy thì bố đạp xe đạp ở bờ sông Nấp á. Hôm nọ đi bố đi đạp xe đạp, bảo sao đạp xe đạp mà mắt mũi kém rồi làm sao mà đạp. Bố đạp cái xe xe thiếu nhi á, xe bé tí thôi. Một cười thế. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây á, đạp xe đạp cũng được, nhưng mà đạp cũng phải đội cái mũ mũ lên, mà đạp làm sao mấy cụ già. Rồi ôi đi đạp cũng phải đi xa lắm, nếu đạp quanh nhà này á cũng phải xe cộ nó đầy ra đây. Hôm nọ cũng có người á dắt chó đi ở gần nhà đi xa này, biết có cụ già 70 tuổi hay bao nhiêu tuổi, bị một con bé bao nhiêu tuổi nó đánh chết bà đó. Dắt chó đi bộ chơi thôi đấy mà bị nó đánh chết, nó đánh chết bà. Không biết nó uống rượu say hay là nó làm sao đó, cụ già dắt chó đi, hình như cụ cũng người Việt Nam rồi nên già nhớ mang máng hình như người Việt Nam, dắt chó đi bộ chơi thế là bị cái con ấy 30 mấy 40 tuổi gì đấy nó đánh chết bà đó. Đấy, ở đây nó như thế đấy. Rồi ngay gần nhà Lisa này cách đây mấy nhà thôi có một cái đứa con gái mười mấy tuổi, nó đi chơi về, nó đi qua đường, đi băng qua đường thôi, mới một đứa bạn nữa, thế là một cái xe nó chạy qua một cái nó đâm chết một cái đứa thằng bạn trai của con bé đấy. Còn đứa con bé đấy thì nó không có bị sao, nó chỉ bị nó bị đụng một thời gian, không biết nó có bị ảnh hưởng gì không nên sao không biết, nhưng mà cái thằng thằng kia thì bị chết. Nhưng mà nó chạy mất, nó chạy mất về sau á, cảnh sát nó chạy mất, nó bỏ xe con thế sao không nhớ là nó vứt xe ở đó nó chạy. Nó vứt xe ở đó nó chạy mất, nó chạy mất về sau á cảnh sát tìm tới nhà nó thì nó nói là tao bị mất xe. Smart chưa? Nó thông minh chưa? Nó bảo tao tao bị mất cắp xe thì có nghĩa nó chạy được tội rồi, nó giao luật sư, nó có bằng chứng là cái lúc đấy nó không phải là người lái xe. Bây giờ nếu mà nó có tiền nó chạy, nó bảo nó có bằng chứng là ai đó nhìn thấy nó ở chỗ nào cái giờ đó là nó chạy được tội rồi đó. Ở đây có tiền là như vậy đó.